Chào các bạn quay lại với Ruiner. Dàn như bạn đã đọc thì trong đống viết bị mất của mình cũng có cả series này nữa. Và đúng lần này mình lại chơi liền một mạch hai màn luôn, nên có thể hết tập này vẫn chưa chơi xong cái phần bị mất. May là Epic Game nó cứ lưu lại toàn bộ rồi. Nhưng vẫn có một thứ không bao giờ lấy lại được, đó là những lúc mình mở hộp như cái này. Thôi, không nói nhiều nữa. Để chơi tiếp rồi. Ý mình chơi lại. Chơi lại tiếp rồi. Nè. Có khi mình học lại còn trồn tí. Ok. Mình có một điểm này. Xin lỗi. Thôi. Oh my gosh. Ê, còn điều vui hơn. À đây rồi. Chuột phải. Ok, chưa thì đã bắt đầu đánh boss rồi. Mình chỉ nỡ phần story thôi, không nỡ mấy con boss ở đây không lắm. Còn lâu mình mới đánh thằng này. Hình như lần trước mình dịch bọn này là không, bọn này là bọn trai ác gì cơ, không phải bọn này. Ok. Ok, tôi bị ok, chạy rồi. Đút xe chạy. Ok, khởi động tí thôi. Mình biết mình phải dùng súng rồi. Ok, bỏ cái đâu. Ok, đưa tao thử nữa. Hey, vẫn đầy máu nè. Bạn nào nữa? Đây à. Này này này. Đâu? Ấy. Nè, A cộng lên. Này này này. Ừ.
Ý tức mình không cần phải lo tìm mấy cái hộp nữa. Trừ phi mình phát hiện ra cái hộp nó mình chân mặt thì áo mình nghèo. Gậy mới, gậy mới. Nhanh nào, nhanh nào. Mình nữa không có tâm scare gì đâu. Trừ bọn này ra. Vẫn nhanh quá. Mình phải làm gì khúc này quên mẹ rồi. Không đánh được. What? Mình phải làm gì? Thấy mà. Mẹ. Mình đun đỡ cái quy này hút năng lượng ghê hết rồi. Cút. Cút. Ok, tốt hơn. Thì à, tiếp theo cái này quay trở lại. Ý ta lần này chỉ một con này. Đây này. Này này này, nhanh 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 này. Đưa đây, đưa đây. Đâu, đâu nữa? Để tắm máu ấy. Đâu. Ủa. À. Rồi, đâu, đưa tiếp này. Tốt đấy. Xong. Biết cách chơi dễ hơn hắn. Không biết. Chẳng mày thì biết. Nhiều thứ nhỉ. Đây này, đưa tao này. Ok. Đồ mới, đồ mới, đồ mới. Hai điểm. Mình cũng dùng dash khá là nhiều ấy, nên quay xong. Cái gì đây? Tít. Đấy, ổn cả. Này này. Áo. Nào. Đau quá cơ. Để tao hồi nào. Mình nữa đây thằng máy. Yep. Có cái thằng nhanh không? Ê, ê, ok. Ê, mở hết hộp rồi nè. Đi đây tiếp. Mình nữa là mình lấy hết cả ba thằng xu rồi đúng không? Thế nên tí quay lại thành phố được luôn. À.
Rồi hiểu. Thì yên tao lấy cái kiếm. Đã. Chào Yoshi. Chè màn này ngắn hơn mình tưởng. Tao tao đến Kingslayer. Chắc giờ mới đánh nó đi. Wee. Ok. Mình nói không bí mật gì hết. Vì nếu có bí mật thì miễn nữa rồi. Phải đây đoạn mình phải chạy đúng chỉ chạy thôi mình làm được run. Chỉnh cái đoạn này rỉa máu mình. Mình nữa mình chạy nhanh hơn này mà. Oh my god. Ok cái này cũng được. Giờ mình hết năng lượng. Wiu, nhanh nào, nhanh nào. Xem nào, đoạn này cũng khó hiểu lắm, mình phải tra biết cách đánh. Mình nó phải đánh mấy cái trụ này rồi sau đó để thằng ấy rớt xuống. Đây phải làm này. Đây. Đây, chỉ nó đứng giữa. Đây, cái này mới được này. Oh my god, chả được gì cả.
đít mẹ. Được rồi. Cái năm thế phải là được. Nhìn khó rồi vậy. Thêm thằng này nữa. Câu này nghe quen này. Tầm này mình cũng đoán là con hơ này nó cũng không hoàn toàn tốt đẹp gì rồi. Nhưng chắc chắn là mình vẫn về phe nó. Hey. Nướng nướng trang trại thằng này vẫn chết rồi, mình cần nó. Và ta quay lại thành phố C cộng. Tại sao? Là chưa đến 30 phút nữa. Và mình đến một con pet đi theo. Ok, mày không phản ứng gì à? Ít nhất thì thì buồn lắm. Giờ quang cảnh nên còn tối hơn. Sao? Không nói gì à? Mình không thể dịch mấy cái lời bạn này nói. Đúng rồi, mình phải sang bên này nói chuyện với cái bà mèo này. Oh, never mind. Mình không rõ mình tìm mèo lúc nào đâu mà. Chắc mình hoàn thành hết rồi. Cả đồng xu nữa nhỉ. Chuyển thùng rượu heo ra. Ok, chả còn gì phải nói nữa. Ồ, khoan khoan, có một người đây. Thế nó phát sáng này. Ôi không, ôi không. Vậy là khi mình chơi lại mấy cái màn này kìa, không phải cái nào cũng mới hoàn toàn. Mình nói rõ ràng là bắt đầu thằng này đã phản ứng vì mình nuôi theo cái ông Chà Phích Kinh kìa. Đừng giờ hết rồi ok, mình cho mình nói lại màn này. Chế chắc đứa cái này cũng thế Thôi
quanh để đỡ phải dịch. Thằng nào thì nó hội thoại thì không quan trọng. Thế thì bà thấy bói này thế nào? Yep. Còn ông oh my gosh. Ông này cũng không cần mình nói chuyện lại luôn. À ok, chúng ta chẳng có gì nói nữa, mấy lời luôn. Ê à không, không, ông này tất cả mình đều nói rồi. Ôi không, tất cả mình đều nói rồi. Vào trong này không? Chết rồi. Tóm lại bây giờ mình điều khiển được hàng trafficking này. Chúng nói chuyện lại được thì thôi vậy. Ảnh hưởng vừa không đáng kể vừa đỡ phải dịch. Bullshit. Bullshit. Damn it. Đừng mà cay nấc thì vẫn là không được tìm mèo nữa. Bye. Không còn gì để làm nữa. Mình cũng chơi heo được một đoạn rồi mà chắc mình lại phải lần mò lại đầu ấy. We're going down, we're going down, down, down. Đấy, mình phải làm gì để... À đây rồi, ấn giữ nữa E. Ấn giữ nữa E để... chặt tấn đường này. Ôi. Mình cần tìm ba đồng xu đi. Mình nói lần trước nó quay xong vẫn chưa có đồng nào sao đấy. Đừng vẫn phải tra lại. Ok. Yeah, giờ nó mới chỉ mình. Đứa e. Ok, giữ E nè. Ê. Let's go. Hộp này mở rồi nè.
Đây cái không có gì. Ok, 3 giờ mới xong. Chắc mình phải giữ thật đấy. What? Wow. Rất phê. Bình tĩnh nào. Thôi. Nào hồi đi em. Chắc đấy không gì. Man, không phải nói chuyện là cắt đi bao nhiêu gameplay ấy.
Ok, ra đây. Ở đây đánh chết mày. Thế cũng chết thế. Đây. Ấy đã kiếm một mình làm lại. Máu ta. Mở chỗ này cho tao mẹ. Còn gì để nâng cấp nữa. Ok. Đồ hồi máu đâu rồi. Oh no. Vì như mình chơi đến tầm đoạn này thì dừng. Tất nhiên chưa thấy đồng xu nào. Đây rồi. Cắt.
thấy cái này nè. Mình được súng nè. Hình như mình hình như lần trước mình dừng ở đây đường về đoạn thành phố cắt đi bao nhiêu rồi nên đến giờ mình vẫn chơi thêm được. Cắt tin này mình chưa gặp này. Cắt tin này mới hoàn toàn này. Ok. Thằng này vẫn tìm được cái cách để đánh lại mình. Ôi không, bot à. Chắc đánh nốt cái này mình kết thúc tập rồi. Oh man, rip. Ok, thằng vẫn chết. Đừng làm gì đây. Ok, mình lại không biết phải làm gì đây. Lành ấy. Đưa súng tao đi mẹ mày. Thiên, làm ơn. Đây. Hiệp 2 nào. Chắc chắn còn hiệp 2. Không. Yep. Đừng mình còn máu không? Đừng mình không còn máu. Khốn. Chắc ta máu không? The fuck? Time bot. Yep. Ít nữa nó xếp rồi. Làm nó cho mình đầy máu này. Là máu nữa. Ok, không đánh thay đổi nữa. Đứng từ xa tôi bắn lên.
này, tắt cuối này. Ồ không, nó chết rồi này. Chết rồi này. What the fuck. Ok, xin. Cái con ma giờ kia khó khăn vẫn thì chết. Chắc về sau mới quay lại. Tao càng lại sống dài đi. Đừng trước hết cho tao hồi máu. Ôi, sống lại ta. Thực ra bây giờ mày vẫn còn hết full nên tao mới hồi sinh. Còn lâu mới thu phục đội ông này phe mình. Nhưng lần này mình không ấn giữ E nữa. Ok, giúp đi. Giúp tao đi. Vừa nói xong vẫn phải chặt hắn à. Xong cơ. Yes. Kết thúc tập đây là phần nào ấy. B cộng. Ok, B cộng cũng được. Bonus. Yeah, vậy. Chào các bạn và hẹn gặp lại. Từ tập sau mình sẽ không phải re-record nữa. Đây này, cái hộp đêm mới đấy. Thấy không? Cái hộp mới. Từ bây giờ hoàn toàn mới rồi. Thế nên chào các bạn và hẹn gặp lại.